Rồi, ok hai, chào mừng các em và chào mừng quay trở lại với chuyên đồng mình, thì lại mình Tâm Blue đây. Đây, hôm nay thì mấy ông vào dậy sớm này, hôm nay tôi dậy lúc 8 giờ nên là bây giờ mới vào được game. Đâu nhỉ? Đây, nó có cập nhật vòng quay mới, thì vòng quay mới là cho mấy ông chưa biết là mỗi tháng sẽ cập nhật một lần. Đấy, ở đây là ngày đầu tiên của tháng 12 nên nó cũng cập nhật rồi. Bây giờ cứ quay tạm là hết skill đây. Xem này anh em, tính xem tôi mất bao nhiêu vé nhá. Ôi, quay lâu nhỉ. À đây rồi, được bộ skin của Phoenix à. Phoenix này là Phoenix cái gì trứng nhỉ? Tôi không nhớ tên cái gì trứng ấy. Ôi, được cả viên đá quý 3.0 nhỉ. À, đổi tạm sang Phoenix xem như là nào. Đây rồi, đây. À không phải, đây. Rồi, tiếp tục đâu nhỉ? Ở đây, tiếp tục lấy lốt của booster tại vì con điêu thuyền là quay thì tôi khó rồi. Nào, tiếp. Ủa, toàn ruby với mảnh ngọc à. Có khi booster này là nó kiểu nó xịn đấy, nên là nó ra chắc là hơi tốn anh em ạ. Nhưng mà không sao, mình nhiều vé quay mà. Tiếp, ra. Ủa, rồi không ra không ra nào. À, không ra nữa. À đây rồi. Nè. Mình hiệu ứng cũng xịn xò con bò phết anh nhỉ. Phượng chủ thiên mà. Không biết tôi vào trong game ở trên chung này nó có kêu tiếng con chim không? Tiếng con chim mỗi lần chúng muốn đi ấy. Đâu có tơ đâu nhá. Vô tơ, ok đây rồi. Ở đây, Phượng Cửu Thiên đây. Rồi, ta quay lúc vòng quay thường đi. Rồi, vòng quay thường có 3 bộ skin mới. Ui, may mắn 3 bộ này tôi chưa có. 3.0 tôi trùng một bộ skin. Nè, quay lúc. Ôi, ra skirt cái gì ấy. Không trông phục skirt thì nhìn xấu nhỉ. Rồi, để tôi trang bị thử nhá. Quay mỗi một lần này anh em ra trang bị cái. Đâu sợ cứ đồ hay chưa mua. Ôi hay chưa mua à. Tại chưa mua hết túi ấy. Ở đâu mua rồi mà. Đây sợ cứ mua rồi đây. Cất đâu nhỉ. Sợ cứ đâu. Ở đây. Có là phần đấu sĩ à. Nào tiếp tục. Ôi sợ cái kia là sợ cái gì béo béo này. À, skin của Moren. Ê, Moren skin độc lạ nhỉ. Nhìn ông ra lùn thật sự. Đồng, rồi, Moren đã mua rồi. Cứ check tướng cho chắc ăn đã. Đây, ui, Moren được hẳn một skin. Tiếp tục với quay lốt và Siết chà, đúng rồi. Úi xài. Xịn liền. Ủa vòng quay này tính ra là không tốn mấy. Không tốn vòng quay 3.0 rồi. Mặc dù 3.0 tôi quay có 2 bộ skin thôi. Vòng quay này tôi quay 3 bộ nhưng mà chắc không tốn mấy. Vẫn còn 192 vé rồi. Đâu rồi, xếp cha đâu rồi. Đây đúng không? Mua rồi. Rồi thì chắc là clip thì cũng sẽ tạm dừng lại đây thôi. Bye bye anh em. On the other side.